tất cả các cô bác cô chú có mặt ở đây À. Con thì tử dự quá tu này khoảng 7 tám khóa nhưng mà con thấy có cô chú có có xin trình của thầy mà con chưa bao giờ dám nói ạ. À. Mỗi lần nói về cha của con, con rất là là thương cha của con ạ. À. Thì cha con là hồi nào ở quê sống thì sống trong rượu chè rất là nhiều ạ. À. Ai nói gì cũng không có nghe hết trơn mà ăn nói chung là sống rồi riết rồi mẹ con mấy đứa con cũng không dám sống gần luôn nhiều lúc cô đơn nhiều lúc ba hay nói bữa nay là mẹ nói với con với con ở quê ở đây con ở đây là ở quận 12 còn cha con ở quê mẹ con nói nhiều lúc ba con nói là chắc là thắt cổ chết ta lên gác là thắt cổ chết à nhiều lúc mẹ con điện nói vậy là con không thể cầm lòng được à xin Thầy chỉ cho con hướng làm sao ạ à, chứ con ở trong đây thì con không thể nào mà tiếp xúc được với cha con con thảnh kính chân công đức của Thầy dạ con Linh Thị Kim Huyền Pháp Danh Ngọc Ân con ở hiện tại ở Phường An Quốc Đông quận à, 12 có những câu chuyện đau lòng con lớn tiếng mắng chửi bố luôn là bởi vì bố hư đúng bố nhậu nhẹt rồi bố đánh vợ tức là bố đánh mẹ con rồi bố đánh con rồi bố gây tàn hại đó là những con người hung dữ rồi có những trường hợp khuyên can khuyên can thì bị bố làm tới trong trường hợp này không biết phải làm sao trước hết mình phải bình tâm để mình quán chiếu thấy được cái cuộc đời của bố ở cái đà mình thấy rằng bố đã thiếu may mắn có thể là học hành thế nào thì không biết nhưng cái thiếu may mắn là bố không có nhận thức được tác hại của rượu bia tác hại của những cơn say nó thiêu đốt trái tim nó thiêu đốt buồn phổi nó làm lu mờ tâm trí và nó đánh mất nhân cách của mình. Bố đã thiếu may mắn. Vì ăn nhậu, bệnh hoạn cho mình rồi gây khổ đau cho vợ cho con. Đập đổ hạnh phúc mà mình với cả gia đình gây dựng. Thiếu may mắn tiếp theo là bố đã không hiểu đạo bố đã không biết được đạo pháp không thấy được nhân quả nghiệp báo đúng sai phải trái tốt xấu cái thiếu may mắn thứ ba là bố đã không thấy được tấm thân này là của cha của mẹ của tiên tổ ông bà không phải là thân của mình là mình muốn gì là mình muốn không phải vậy Ai trong chúng ta cũng đều nợ ân đức của cha mẹ Nợ ân đức của quê hương tổ quốc Giang Sơn Chiếc nuôi của dân tộc Việt Nam đã nuôi nắng cả biết bao nhiêu thế hệ Chúng ta được thừa hưởng các nền văn hóa văn minh của dân tộc Những cái hay cái đẹp của tiên tổ Cái công đức của những người vì quê hương vì tổ quốc này không hiểu được là chúng ta đã nợ nần những cái ân của những người hoặc trực tiếp hoặc là gián tiếp. Bát cơm ta ăn, nước ta uống, thuốc ta uống. Ở đâu có? Thiếu may mắn nhiều quá. Nhìn lại mình, thấy mình, cái may mắn thứ nhất là tuy là con của bố thiếu nhân cách, nhưng mà mình vẫn giữ được đạo làm người mà không xúc phạm bố thấy mình có được may mắn thứ hai là mình biết được đạo pháp cho nên mình ứng xử đúng tinh thần của nhà phật và giữ được cái gia phong lễ giáo của dân tộc việt nam không phải ông bố nào cũng tốt hết đâu nhưng dù tốt dù xấu thì mãi mãi vẫn là bố của mình chúng ta có rất nhiều cách để mà chúng ta tiếp xúc với bố ta phải khôn ngoan một tí khôn ngoan một tí nói chuyện trong lúc bố say không ăn đâu nói chuyện trong lúc bố cáu gắt không ăn đâu. Nói chuyện đâu lúc mà bố mà cỡ như là bầm 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 lầm bầm lầm bầm là cũng không được. Lúc nào bố thật vui, lúc nào bố thật hoan hỷ, lúc nào mà thấy bố thật là thoải mái cầm lấy bàn tay bố trò chuyện. Chỉ cần nhìn lên ánh mắt của bố, bố có biết là con thương bố lắm không? Nói một câu siết nhẹ bàn tay của bố lại cái tình thương của mình đã bắt đầu nó trao truyền cho bố bố dần dần bố cảm nhận ra vấn đề là ta muốn gì ở bố có thể ta chưa nói đâu chưa nói đâu chỉ cần ngồi im chỉ cần nếp mình vào trong vai bố và chỉ cần cầm lấy bàn tay của bố và siết một cái khi mà tầng sống hiếu, hiếu kính của mình tiếp xúc được với bố rồi thì lúc bây giờ Mình cần nói những điều mình nói Và mình cần hãy bày tỏ những gì mình bày tỏ Hãy thấy được sự gian nan khổ sở của mẹ Hãy thấy được sự bơ vơ lạc lõng của con Và thấy được sự khổ đau mỗi khi bố say, bố xưa, bố nhậu, bố nhẹt Bố làm khổ bố, bố làm khổ mẹ, bố làm khổ con, bố làm mất đi danh dự của một gia đình hàng xóm chê cười đó là chưa nói những tai nạn khác có thể xảy ra hãy ứng xử và hãy khôn ngoan hãy văn minh hãy lịch sự hãy hiếu kính với người trước chúng ta làm gì nữa có một điều có thể là chúng ta khó làm bởi vì chúng ta không thấy được hiệu quả nhưng chúng ta hãy làm hãy ngồi tĩnh tâm trước bàn thờ hãy ngồi tĩnh tâm trước bàn thờ gia tiên hít vào thở ra con gửi năng lượng an lành này cho bố con mong bố sức khỏe con mong bố bình yên con mong những cái cơn nghiện ngập của bố giảm đi con thấy được rằng là con từ bố mà có và con thấy được rằng trong mỗi tế bào của con là có bố có lễ sống của bố Hãy quán chiếu, hãy thiền quán và hãy gửi năng lượng bình năng lượng tình thương của mình đến với bố. Một lần, hai lần, nhiều lần. Đi về thấy bố vui, bố có biết là hôm nay con đi chùa, con chỉ mong làm sao bố được có sức khỏe để sống mãi với con. Con muốn bố có một sức khỏe thật sự cường tráng rượu là những cái gây khổ đau cho bố bệnh hoạn cho bố gây phiền lụy cho gia đình mình con rất thương bố hãy bày tỏ một cách mềm mỏng khôn ngoan và hãy đem tuệ giác mà đức phật đã truyền trao cho mình gửi năng lượng cho bố một ngày hai ngày ba ngày nhiều ngày kết quả không nhiều thì ít đất khô cằn cỡ nào nhưng mà nước cứ thấm dần thấm dần rồi rồi nó cũng sẽ mềm ra Lòng người có cứng rắn và có sỏi đá và có thiếu trí tuệ thế nào nhưng mà tình thương của mình ôm ấp thì thế nào cũng cảm hóa được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa sư phụ, kính thưa các thầy và các phật tử ở đây, con tên là Phạm Thị Hòa ở Hà Nội vào, à, con rất là cảm động vì được dự cái khóa tu uh, quý giá như thế này từ sáng được nghe thầy chỉ bảo, uh, nghe sư phụ uh, hướng dẫn cho chúng con rất là nhiều cái điều hay quý giá mà từ trước chúng con có khi đi học ở trường cũng chưa bao giờ được các thầy các cô dạy bảo và kể cả ở nhà cũng chưa bao giờ được nghe như thế. Thật sự những cái giờ phút này chúng con rất là cảm động. Con xin được cái tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sư phụ, đến các thầy. Và từ cả bữa cơm, các thầy cũng chăm sóc cho chúng con. Được bữa cơm trưa rất là ngon. Và giấc ngủ trưa thì cũng được thầy quảng thức hát, du ngủ. Thực sự là chúng con rơi nước mắt. Nhân cái mùa phụ vu lan báo hiếu này thì con cũng xin phép được xin sư phụ chỉ giáo chúng con phận làm con trong gia đình thì chúng con cũng rất yêu quý cha mẹ cũng muốn làm sao để mà báo hiếu với cha mẹ những gì tốt nhất nhưng thực sự chúng con cũng chưa hiểu hết là phải làm như thế nào để có thể được báo hiếu được cha mẹ tốt nhất thì con xin sư phụ chỉ cho chúng con xem nếu mà là một người phật tử thì làm gì để có thể được báo hiếu được cho cha mẹ mình đúng nghĩa nhất và tốt nhất ạ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chị Hòa đến từ Hà Nội. Đợt trước khi mà tu viện khai giảng cái lớp thiền là chị cùng với chị Liên Sa bay vào dự một ngày tu rồi hôm sau về lại Hà Nội. Hôm nay khóa tu rơi vào mùa Vu Lan chỉ cùng với cái nhóm Phật tử Hà Nội và Lạng Sơn nữa thì nhớ hình như là 12 người. Năm vị Phật tử Hà Nội và bảy vị từ Lạng Sơn về dự vi khóa của chúng ta. Cái lời bộc bạch của chị Hà, thầy nghĩ chị Hòa Thầy nghĩ cái lẽ đó cũng là cái tiếng nói chung của tất cả hành giả chúng ta, của những người con hiếu kính. Thầy cứ mỗi khi vu lan về, mỗi khi gió heo mây, mỗi khi mà những giọt mưa lác đác, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của một người mẹ già, kể cả không phải mẹ mình, thì lòng nó trùng xuống, hai chữ hiếu kính nó hiện lên rất rõ nét. Và mỗi khi như vậy, hình ảnh mấy chùa, tiếng chuông và lời kinh vu lan báo hiếu nó ngân ngang ở trong lòng mình. Hiếu là thế, hiểu là thế. Nhưng báo hiếu như thế nào? Cho đúng nghĩa. Báo hiếu nó có mấy cấp độ. Ta biết là nho giáo dạy con người báo hiếu phải làm sao phải cơm dân phải nước rót phải giặt vụ áo quần chăm sóc bố mẹ và ta còn nhớ là lúc mà Thúy Kiều bị giam ở lầu Ngưng Bích thì lúc bấy giờ trong đầu khởi lên cái hình ảnh nhớ cha mình, mẹ mình. Quý vị có còn nhớ cái đoạn đó không? Quạt nồng ấp lạnh những ai đã giờ. Có nghĩa là người con hiếu kính quạt nồng là những lúc mà trời trưa hè oai bức là phải ngồi quạt cho cha cha mẹ còn ấp lạnh á là cái giường của cha của mẹ mình á tối đến là mình phải lên trên đó mình nằm trước phận làm con mình phải nằm nằm cho nó ấm chứ chiếu đi đó. rồi đầu cha mẹ lên nằm nó không bị lạnh cái lưng sân lai biết mấy nắng mưa có khi gốc tử đã vừa người ôm sân lai ở đây là một cái điển tích nói về ông lão lai tử Tức là ông ta có người mẹ 100 tuổi rồi Còn ông thì đã tuổi 80 Nhưng mà muốn cho mẹ khỏe Muốn cho mẹ vui Thì ông bò ra ngồi cái sân á đó, Ông đóng hề, ông đóng diễn vay này vay kia Rồi mẹ ngồi cười khanh khách Để cho mẹ trẻ, để cho mẹ khỏe, để cho mẹ vui Sân lai biết mấy nắng mưa Một lão già 80 tuổi vẫn nhìn thấy mình như là một baby để chọc cười cha mẹ. Có khi gốc tử đã vừa người ôm, gốc tử ở đây tức là một cái gốc cây mà biểu tượng của người cha già ở quê nhà. Cái gốc cây nên lớn lắm rồi biểu tượng cho cái người già. Hình ảnh của Thúy Kiều lúc bấy giờ cô đơn và đau đớn thì cái việc đầu tiên là nhớ mẹ nhớ cha nho giáo cũng vậy con người làm gì cha mất mẹ mất đó, là ba năm tang chế và phải ra cấm cái liều ở ngoài mộ đó. phải ở ngoài mộ với cha với mẹ ba năm không được ca không được hát không được đeo vàng bạc không được cái gì hết rất nhiều rất nhiều cái điều nho giáo dạy tất nhiên đó cũng là bài học đạo lý để giúp chúng ta nuôi dưỡng chữ hiếu ở trong lòng tất cả các tôn giáo các hệ tư tưởng ở trên thế giới đều dạy con người ta chữ hiếu và đạo phật cũng không ngoài cái lộ trình đó bước đầu tiên là phải dạy con người hiếu kính cái đã nhưng cái lời dạy của đức phật là sâu sắc hơn màu nhiệm hơn và quán chiếu không chỉ ở đời này mà còn nhiều đời nhiều kiếp nữa trước hết ta phải thấy một điều rằng còn cha còn mẹ trên đời đó là một phước lớn để mà ta tận hưởng cái phước này dân gian việt nam chúng ta cũng thế mẹ già như gì như chuối ba hương rồi gì nữa như sôi nếp một như đường mía lau chuối là để làm gì ăn sôi để làm gì ăn đường là để làm gì để ăn cha mẹ còn trên đời đó là một sự hưởng thụ thiêng liêng và cao cả nhất cho nên trong tất cả mọi tình thương Tình thương dành cho cha mẹ là tình thương cao tột Ngày nào cha mẹ còn đó là mình cơ hội để tận hưởng phước báu Chúng ta thường quan niệm kính cha hiếu mẹ Đó là bổn phận, đó là trách nhiệm Cây này là cấp sơ cơ, sơ đẳng Nếu kính cha hiếu mẹ bổn phận rồi sẽ có lúc không còn bổn phận nữa. Nếu vì trách nhiệm thì đến một lúc giao trả trách nhiệm cho người khác. Nhưng phải thấy được rằng là được phụng dưỡng, được cung kính mẹ cha, đây là cơ hội để tận hưởng phước báu. Trong kinh Phước đức mà chúng ta đã đọc có một đoạn gì? Được cung phụng mẹ cha yêu thương gia đình mình được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất còn phước nào hơn nữa đó là cái cấp độ mà thầy thấy được cha mẹ ở trong từng tế bào trong từng cái dòng máu và trong từng khối óc của mình để mình tận hưởng tình thương đó là tình thương không hề có sự mà cộng trừ nhân chia đánh đổi hay làm vì trách nhiệm đâu, mà làm bằng thiên liên cao cả. Mà nếu chúng ta làm được điều đó, nếu có mặt ở bên bố mình, bên mẹ mình là một điều phước, mà vì công ăn việc làm về gầy dựng hạnh phúc gia đình phải xa cha cách mẹ, mình vẫn hạnh phúc như thường. Nhưng vẫn chưa đủ đức phật dạy báo hiếu thế nào nữa chăm cơm chăm áo chăm thuốc chăm men chăm đủ tất tần tật cho bố cha mẹ đó là suy cho cùng đó là chăm cái thân này phải làm sao để chăm cái tâm cho bố mẹ nữa chăm cái gì đây làm sao để bố hiểu được giáo pháp làm sao để mẹ hiểu được giáo pháp thân khỏe, thân sướng, thân như thế nào nhưng mà tâm thiếu giáo Pháp sẽ không biết được nhân quả nghiệp báo luân hồi sẽ đi lầm đường lạc lối sau khi nhắm mắt xuôi tay Điều đó có nghĩa là ta lo cho bố mẹ không phải chỉ ở đời nay mà còn ở đời sau nữa Đức Phật dạy chúng ta như thế Chưa hết chưa hết mỗi lần mà tụng kinh cầu nguyện á mình hay phục nguyện gì cầu siêu cửu huyền thất tổ gì nữa thất thế phụ mẫu chẳng những cha mẹ một đời mà bảy đời cha mẹ không không phải chỉ ở bố mẹ đời này đâu mà còn đời trước đời trước đời trước nữa báo hiếu đến tận cùng của lễ sống đủ chưa vẫn chưa đủ đức phật vẫn nói một điều rằng trong vô lượng vô số kiếp luân hồi tử sinh chúng ta đã từng là cha là mẹ là thân bằng quyến thuộc của nhau gặp bạn thì mến gặp người lớn thì kính gặp người gần gũi thì thân nhưng tất cả mọi thành phần đó phải có một chữ hiếu in ở trong trái tim mình. Có khi đời thủa nào đó là người thân của mình là cha là mẹ. Như vậy để làm gì? Không phải Đạo Phật dạy chúng ta lo hiếu kính cho người thân trong gia đình. Mà sớm làng này là người thân của chúng ta. Xã hội này là người thân của chúng ta quê hương đất nước này đều là người thân của chúng ta. Hãy hiểu một cách sâu sắc và tường tận như vậy để ta bày tỏ sự hiếu kính với tất cả muôn loài. Đọc kinh Vu Lan rồi, phải không? Hồi nãy đọc phải không? Đáo bán lộ đành rành mắt thấy, núi sương khô bỏ đấy lâu đời. Thế tôn bèn vội đến nơi, Lẩy liền ba lạy rồi rơi giọt không buổi sáng đức thế tôn cùng với các hàng thánh đệ tử đi khất thực đi ngang qua một cái bìa rừng thấy một đống xương ngài sụp lạy a nan rất ngạc nhiên hỏi đức phật hỏi như sao đức a nan trong lòng ái ngại chẳng hiểu sao phật lạy xương khô rồi gì nữa? Ngài rằng trong các môn đồ Ngươi là đệ tử đứng đầu dạy công Bởi chưa biết đục trong cho rõ Nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu Đóng xương dồn dập bấy lâu Cho nên trong đó biết bao cốt hoài Chắc cũng có ông bà, cha mẹ Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sinh Một đống xương khô kia kìa Có thể có cha, có mẹ của ta Ở đời, ở kiếp nào đó ta sụp lạy là ta bày tỏ sự hiếu kính cho nên không phải chỉ một kiền liên mới là đại hiếu không phải chỉ xá lợi phất mới đại hiếu đức thế tôn là đệ nhất đại hiếu mà trong kinh văn đọc là cái gì thế tôn tam giới chủ đại hiếu thích ca văn đại hiếu là đức thích ca vì vậy cho nên ngài thấy tất cả vạn loại chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc, cho nên luôn luôn đem trái tim yêu thương và hiếu kính. Và một người sống được như vậy là không phải chỉ báo hiếu cha cha mẹ một đời mà còn cha mẹ bảy đời. Không phải báo hiếu cha cha mẹ bảy đời mà còn báo hiếu cha cha mẹ nhiều nhiều đời nhiều nhiều kiếp nữa. Ta sống như vậy, ta mở rộng trái tim như vậy Ta thương tất cả mọi loài bởi vì tất cả đều là người thân của ta. Vì vậy mà buổi sáng ta hạnh phúc, buổi trưa ta hạnh phúc, buổi chiều ta hạnh phúc. Ai có cặp mắt oán hờn nhìn ta, người đó sẽ khổ đau. Còn cặp mắt ta là cặp mắt từ bi, cặp mắt ta là cặp mắt hỷ xã, cho nên ta không có khổ đau. Nha chị Hòa, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy con tên là Lê Xuyến, pháp danh con là Diệu Hương. Con mới đến vừa vô sáng nay từ Quảng Ngãi vô sáng nay Dạ, con có một hôm nay là ngày lễ Vu Lan. Ba con đang bệnh nặng nhưng mà con biết hôm nay là quá thu nên con tranh thủ về đây và cũng nhờ thầy cho con một lời khuyên. Trước kia ba con cũng uống rượu cũng nhiều lắm nhưng mà cũng bỏ được 4 năm năm nay nhưng mà bây giờ cái ba con bị căn bệnh là ung thư đáy lưỡi. Di càng vô phổi, chứ cũng là giai đoạn cuối. Mà con thấy ba con đau đớn, mà con không biết làm sao để cho ba con bớt đau. Xin thầy cho con một lời khuyên là con phải nó làm sao để cho ngày cuối đời ba con được giảm cái cơn đau. Mà ba con cũng có nghe Phật pháp nhưng mà giờ mở gì ba con cũng nói đau đầu ba con nghe không có được. Cho nên con xin thầy hoan nghĩ cho con một lời khuyên. Con cảm ơn thầy. thêm một ông bố nghiện rượu và thêm một người ung thư di căn ở giai đoạn cuối. Và nếu thầy hỏi trong đây còn ai ở trong gia đình mình nghiện rượu không? Thầy nghĩ chắc chắn sẽ có cánh tay dơ lên. Chắc chắn sẽ có, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà thấy năm bảy cánh tay giơ lên ào ào <laughs> nhưng mà thôi thì đây cũng là thay lời muốn thắc mắc để rồi thầy chia sẻ luôn đó là bài học cho mỗi con người nghiện rượu cuộc đời nó khổ lắm khi mà rượu vào trong môi á nó đắng đắng nó cay cay nó chát chát thế nào á thì hít hà À, sướng lắm, nhưng mà không thấy được hậu quả của nó. Đầu tiên chỉ thử, thử rồi nhậu chơi, nhậu chơi rồi dần dần cái là mình thành rượu hồi nào không hay. Người ta nói gì, một sĩ thấm thắt vào đâu rồi nhỉ? hai xị phá giải cơn sầu ba xị mũi giải đầu đầy râu gì đó hả đó đầu tiên là chơi thôi nhưng mà dần dần nó biến thành mình mà có những câu chuyện đến tâm sự với thầy trí chân nghe buồn cười thiệt nghe buồn cười thiệt hai ông bạn gặp nhau uống rượu cả hai say lúy tí rồi một ông đi qua phía bên phải ói tới mặt xanh Một ông đi qua phía bên tay trái ói tới mặt đỏ ói rồi xúc miệng, xúc miệng rồi rửa mặt Rồi vô, anh rượu ngon quá Rượu sao mà ngon quá Có phải vậy không? Tại sao mình tự lừa dối mình? Tự nhiên, tại sao mình cứ hoan hỷ với cái mà nó đang hành hạ mình? rồi tiếp tục uống, rồi tiếp tục ói, ói tới mặt xanh, ói tới mặt đỏ, rồi vô rượu ngon quá, uống nữa đi anh. Chúng ta tự gạt gẫm mình. Đó là chưa nói rượu vô nó thiêu đốt cái buồn phổi, thiêu đốt quan tim như Thầy đã nói. Mà hiện nay ung thư, gan không phải là hiếm. Và trường hợp như cái bố của một cái chị Phật tử sáng nay từ Quảng Ngãi bay vào mùa vô lan về dự khóa tu để hy vọng có một chút phước đức gì đó cho bố. Con thì khó mà khuyên để bố nghe. Nhưng mà một người xuất gia nói trong một lúc nào đó mà bố thức tỉnh thì có thể tác dụng Tác dụng ở đây không có nghĩa là chữa lành bệnh, không có nghĩa là giúp cho hết cơn đau, mà nhìn rõ để thấy được bản chất của cơn đau là gì. Nếu đủ đạo lực và uy tín, hãy về ngồi bên bố và nói với bố, hãy quán tưởng theo con, thân này không phải là tôi, thân này không thuộc về tôi Cơn đau này không phải là tôi Tôi không thuộc về cơn đau này Nó là cảm giác Nó là cảm xúc Quý vị nhớ lại ngày xưa khi mà Anathabindika mất trước khi lìa đời Tôn giả xá lợi Phất và Anang đến thăm Anang đến thăm Xá lợi Phất cũng dạy cái bài pháp này là mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân này, ý này không phải là tôi, tôi không bị lệ thuộc vào tâm thân này. Cơn đau này không phải là tôi, tôi không thuộc về cơn đau này. Quán chiếu và cuối cùng Anatha Bindika đã ngộ và đã chứng đạo trước khi tắt hơi thở. Chúng ta cũng vậy, khi một cơn đau trỗi lên, mình chỉ cần hít vào, thở ra, đau 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 hít vào thở ra một cảm giác đau 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 không có tôi đau không có chân đau không có tay đau và chỉ có cảm xúc đau thôi hãy để tâm vào và hãy quán chiếu hãy đem cái năng lượng tâm của mình đặt vào chỗ đó giống như là mình bị đau tay thì mình xoa tay mình đau đầu thì mình xoa đầu còn cơn đau nội tạng hãy đưa cái tâm mình đặt vào trong đó và gửi cái năng lượng bình an đến chăm sóc cái cơn đau chỗ đó. Hít vào, thở ra, tôi biết tôi đang đau. Hít vào, thở ra, tôi biết cơn đau nhất đang có mặt ở trong tôi. Hãy khuyên bố thực tập như vậy. Với bản thân mình, mình thừa biết là bố không còn với mình bao nhiêu ngày nữa lúc nào rảnh rỗi, lúc nào không làm gì, kể cả những cái việc bận biểu không quan trọng, cũng hãy gác qua, hãy về với bố, ngồi bên bố, cầm lấy bàn tay của bố, và cơ hội để mình được nhìn bố sẽ ít dần, ít dần, ít dần. Hãy nói những câu chuyện vui, hãy kể những câu chuyện tích cực để cho bố bớt cơn đau để cho bố cảm nhận được tình thương của mình. Hãy làm như vậy. Mặt khác, hãy ngồi quán chiếu, hít vào, thở ra, con gửi năng lượng bình an cho bố, con gửi tình thương cho bố và con gửi giáo pháp được thực tập đến cho bố. Mong bố tuy thân bệnh nhưng tâm an. Thực tập như vậy, không nhiều thì ít, cũng có tác dụng để giúp cho bố trị liệu và chuyển hóa